Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được chào đón quý cô bác đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình nhiều cát tinh trợ lực, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân sẽ đón nhiều vận may bất ngờ ập đến, sự nghiệp hỷ vinh, tài lộc thăng tiến, có nhiều cơ hội trúng số, trúng thưởng, đổi đời giàu có hơn người. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động cuộc đời. Tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, tin vui cho Tân Hợi từ sau Thanh Minh này, vận may bùng nổ, làm đâu thắng đó, số sướng hơn tiên, tiền về như nước, nợ nần trả sạch, hạnh phúc nhân đôi, giàu có hơn người. Quý vị thân mến, Tân Hợi trong quá khứ có thể đã phải đối mặt với nhiều khó khăn và vất vả trong cuộc sống, có thể là về mặt tài chính với những thời kỳ túng thiếu, bần hàn, khiến cho họ phải đấu tranh từng ngày để kiếm sống và nuôi gia đình, hoặc có thể là về mặt công việc, khi họ gặp phải nhiều thách thức và trở ngại, đôi khi dường như không thể vượt qua. Nhưng mặc dù trải qua những gian khó, tính cách của tuổi Tân Hợi thường hiền lành, nhân hậu và chịu thương chịu khó. Họ luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, chia sẻ những gì mình có dù ít ỏi. Điều này thể hiện sự đồng cảm sâu sắc và lòng nhân ái của họ. Và hôm nay, chúng ta hãy cùng nhìn lại những khó khăn, vất vả mà tuổi Tân Hợi đã trải qua và hãy luôn nhớ rằng mỗi thử thách là một cơ hội để chúng ta trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Hãy cùng nhau đánh thức lại những cảm xúc, những kỷ niệm trong tâm hồn của mình và hãy tin rằng bất kỳ khó khăn nào cũng có thể vượt qua khi ta kiên nhẫn và tin tưởng vào bản thân. Hãy cùng nhau đi qua những thăng trầm của cuộc đời với niềm tin và hy vọng. Chúng ta không bao giờ đơn độc vì luôn có những người bạn đồng hành. Và Minh Đường Tử Vi luôn ở đây cùng chia sẻ và động viên quý cô bác, cùng cô bác đi qua bao buồn vui, thăng trầm của cuộc đời. Và ngày hôm nay Minh Đường Tử Vi đến đây là để báo với quý cô bác một tin vui. Cô bác sắp hết khổ rồi. Chính những đức tính tốt đẹp, những sự khó khăn vất vả mà quý cô bác trải qua đã vô tình khiến thần Phật cảm kích, mà ban cho một cơ hội đổi đời từ sau Thanh Minh của năm 2024 này, dự báo từ nay về sau, chẳng cần lo nghĩ gì. Vậy để biết được vận trình chi tiết tử vi từ sau Thanh Minh của Tân Hợi sẽ diễn biến ra sao, làm thế nào để vận may đến với mình, và Tân Hợi phải làm sao để giữ được vận trình cực may cực đỏ này, thì xin mời quý vị hãy theo dõi tiếp video ngay dưới đây nhé. Và nếu quý cô bác thấy video này hay thì hãy để lại cho chúng tôi một bình luận là số 1. Nếu không hay thì hãy để lại số 0 để cho chúng tôi có thể cải thiện hơn nữa về chất lượng của video quý vị nhé. Quý vị thân mến, năm 1971 có thiên can Tân, địa chi Hợi. Vì vậy người sinh năm 1971 có tuổi là Tân Hợi hay còn gọi là tuổi con lợn. Cụ thể, Tân là thiên can thứ 8 trong 10 thiên can, Hợi là địa chi cuối cùng trong danh sách 12 con giáp theo thuyết ngũ hành. Tân thuộc hành kim, Hợi thuộc hành thủy, mà kim sinh thủy. Vậy nên, những người sinh năm này thường có cuộc sống thuận buồm xuôi gió, bình an, may mắn, phú quý đầy nhà, mỗi khi gặp trắc trở đều có quý nhân đưa tay dìu dắt, phù trợ. Người sinh năm 1971 thuộc mệnh kim, âm nạp thoa xuyến kim, hay còn gọi là vàng trang sức, trong đó, thoa là trang sức, là châm cài tóc, xuyến là chiếc vòng đeo tay, kim là bạch kim, vàng rồng. Hiểu đơn giản, thoa xuyến kim chính là trang sức quý giá được chế tạo bằng vật liệu bạch kim. Chính vì vậy, tính cách của nam, nữ sinh năm Tân Hợi 1971 thường rất kiên cường, mạnh mẽ, phóng khoáng, tốt bụng. Họ luôn biết cách hưởng thụ cuộc sống bằng những thứ tốt đẹp nhất, có tham vọng, hoài bão lớn và họ cũng luôn cố gắng không ngừng để đạt được những mục tiêu mà bản thân đề ra. Nhìn chung, thoa xuyến kim là người đáng tin cậy, họ giỏi giang, thông minh, nhanh nhẹn, thích giúp đỡ, hỗ trợ mọi người. Có tính tình vui vẻ, hòa đồng nên được rất nhiều người yêu mến và kính trọng. Nam, nữ sinh năm 1971 nên sử dụng những màu thuộc hành kim như xám, ghi, trắng, đặc biệt nên tận dụng màu nâu đất và vàng thuộc hành thổ để ứng dụng trong những trường hợp đặc biệt.
sẽ giúp mang đến nhiều may mắn, kích thích tài vận phát triển. Bởi theo thuyết tương sinh, tương khắc trong ngũ hành, thổ sinh kim, những gam màu mang tính thổ sẽ giúp người mệnh kim tăng thêm sinh khí, phát triển không ngừng. Phong thủy cho rằng, vận mệnh và bản mệnh của mỗi người sẽ gắn liền với những con số khác nhau. Người sinh năm 1971 cũng vậy, hiểu đơn giản. Tân Hợi thuộc mệnh kim, mà thổ sinh kim, vì vậy những con số mang lại may mắn cho mệnh kim bao gồm số thuộc mệnh kim là 6 và 7, số thuộc mệnh thổ là 0, 2, 5 và 8. Người sinh năm 1971 nên ứng dụng những con số may mắn này vào đời sống hàng ngày như sử dụng làm số điện thoại, giao tiếp trôi chảy, mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Việc làm ăn cũng nhờ vậy mà thuận buồm xuôi gió, sử dụng làm số tài khoản ngân hàng giúp thu hút nhiều tiền tài, gia chủ được hưởng cuộc sống giàu sang, phú quý. Sử dụng làm số nhà giúp gia đạo hòa thuận, yên ấm, vợ chồng hạnh phúc, con cái hiếu thảo. Sử dụng làm biển số xe đi lại may mắn, xuất hành thuận lợi, làm việc gì cũng có quý nhân phù trợ. Quý vị thân mến, con giáp tuổi Tân Hợi có thời vận từ sau Thanh Minh năm 2024 tràn đầy may mắn do được rất nhiều cát tinh chiếu mệnh. Vì thế, bạn muốn thực hiện kế hoạch gì thì hãy bắt tay vào thực hiện ngay, chớ chần chừ do dự, kẻo bỏ lỡ cơ hội hiếm có. Tam hợp phù trợ đem tới nhiều cơ may cho bản mệnh, rất có thể quý nhân xuất hiện trong thời điểm này có thể chỉ có bạn một định hướng phát triển phù hợp với tính cách hài hòa, cởi mở. Bạn cũng nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh, thời gian này bạn không cần lo lắng phải đối diện với khó khăn bởi xung quanh bạn không thiếu người sẵn sàng giúp đỡ. Hãy tự tin nhận các nhiệm vụ khó khăn và mang tính thách thức bởi lâm quan sẽ giúp bạn thêm minh mẫn, sáng suốt, nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết công việc. Trên phương diện tài lộc, theo tử vi từ sau Thanh Minh tuổi Tân Hợi âm lịch, nhiều cơ hội kiếm tiền ập tới dồn dập, thậm chí khiến bạn cảm thấy bối rối vì không biết bắt tay vào kế hoạch nào trước. Hãy dành thời gian để cân nhắc xem điều gì là phù hợp với mình. Bạn không nhất thiết phải chạy theo xu hướng, bởi bạn hoàn toàn có thể tự phát triển theo một hướng khác so với số đông, nhưng vẫn có thể kiếm tiền về đầy túi. Nếu đã nung nấu kế hoạch làm ăn nào đó trong suốt một khoảng thời gian dài, thì bạn nên tranh thủ bắt tay vào làm ngay. Quá trình thực hiện, bạn sẽ còn gặp được thêm nhiều yếu tố thuận lợi hơn nữa, cuối cùng chạm tay tới cái đích mình đặt ra nhanh chóng bất ngờ. Việc đầu tư cũng có thể cân nhắc thực hiện ngay trong thời gian này, nếu còn chưa có nhiều kinh nghiệm. Bạn có thể tham khảo thêm ý kiến của những người đi trước, chỉ cần cẩn thận trong mọi quyết định, bạn hoàn toàn có cơ hội thu về lợi nhuận bước đầu. Người làm công ăn lương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao cũng sẽ được nhận nhiều khoản thưởng nóng. Chẳng có cấp trên nào lại keo kiệt với một nhân viên triển vọng như bạn, hãy coi đây là phần thưởng để tiếp tục cống hiến trong tương lai. Phương diện tình cảm cũng có nhiều khởi sắc, đặc biệt là với người độc thân, do có cát tinh Thái Dương và Thiên Diêu chiếu mệnh. Con giáp này xuất hiện ở đâu cũng có thể trở thành tâm điểm của đám đông, thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh. Với người đã có đôi, có cặp, bạn biết trân trọng hạnh phúc mình đang có, nên luôn ân cần chăm sóc nửa kia, đối phương ắt hẳn cũng sẽ cảm nhận được và dành cho bạn một tình cảm tương tự. Tuy nhiên, vì quá nổi bật nên tháng này bạn không tránh khỏi những đối tượng đeo bám, hãy luôn giữ khoảng cách thích hợp với mọi người xung quanh, tránh mập mờ gây ra những hiểu lầm không đáng có. Tử vi từ sau Thanh Minh tuổi Tân Hợi âm lịch thấy rằng, về cơ bản, người tuổi này duy trì được một sức khỏe tốt từ sau Thanh Minh này. Bạn luôn giữ được tinh thần vui vẻ, tích cực và điều đó đem lại tác động tích cực cho cơ thể, dù công việc có vất vả đi nữa. Bạn cũng tràn đầy quyết tâm vì có mục tiêu phấn đấu, hãy duy trì lối sinh hoạt khoa học, điều độ, chớ nên ôm đồm nhiều việc hoặc tham gia quá nhiều các buổi vui chơi, tụ tập. Bản mệnh hãy dành thời gian bên người thân, thể dục thể thao nhiều hơn và hạn chế ăn các đồ ăn sẵn, đồ uống kích thích gây hại cho sức khỏe. Quý vị thân mến, từ sau Thanh Minh là một khoảng thời gian khá may mắn đối với quý mệnh chủ tuổi Tân Hợi, vậy làm sao để có điểm lành, tài lộc có thể phát huy được tối đa trong thời điểm này thì xin mời quý vị cùng Minh Đường Tử Vi tham khảo ngay sau đây nhé. Về phương diện công việc, nên tập trung hoàn thành tốt công việc được giao, thể hiện tinh thần, trách nhiệm và sự nỗ lực, tích cực tham gia các hoạt động tập thể, thể hiện khả năng lãnh đạo và giao tiếp tốt, nắm bắt cơ hội học hỏi, trau dồi kiến thức để nâng cao năng lực bản thân. Về phương diện tài lộc, cẩn trọng trong việc chi tiêu, tránh phung phí tiền bạc, lập kế hoạch tài chính hợp lý, tiết kiệm và đầu tư thông minh, có thể tham khảo các dự án đầu tư uy tín để gia tăng thu nhập. Về phương diện tình cảm, dành thời gian quan tâm, chăm sóc gia đình và người thân, thể hiện sự chân thành, quan tâm và thấu hiểu trong các mối quan hệ, giải quyết mâu thuẫn, hiểu lầm một cách bình tĩnh và nhẹ nhàng. Về phương diện sức khỏe, duy trì lối sống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên và ăn uống khoa học, tránh thức khuya, sử dụng chất kích thích và hạn chế căng thẳng, đi khám sức khỏe định kỳ để đảm bảo sức khỏe tốt nhất.
Ngoài ra, quý vị tuổi Tân Hợi có thể áp dụng một số bí kíp sau đây để tăng cường vận may, thường xuyên đeo trang sức phong thủy phù hợp với bản mệnh, đặt các vật phẩm phong thủy trong nhà hoặc nơi làm việc, cúng bái tại các đền, chùa linh thiêng để cầu bình an, may mắn, làm việc thiện, giúp đỡ người gặp khó khăn để tích phúc đức. Với những bí kíp trên đây, hy vọng quý vị tuổi Tân Hợi sẽ có vận trình từ sau thanh minh tràn đầy năng lượng, may mắn và thành công. Tiếp theo là nội dung tử vi chi tiết từng phương diện. Về phương diện sự nghiệp, tam hợp thái tuế xuất hiện trong tử vi thời gian này của tuổi Tân Hợi, mang tới sự hậu thuẫn vô cùng lớn. Con giáp này có nhiều sự tiến triển vượt bậc, gặt hái nhiều thành tựu vẻ vang, tư duy logic của bản mệnh trở nên cực kỳ nhạy bén, với việc làm việc có kế hoạch cụ thể, không chấp nhận tình trạng công việc dồn đống. Thay vào đó, mọi vấn đề được xử lý một cách tổ chức và hiệu quả, khả năng sắp xếp và quản lý công việc của con giáp này được thể hiện một cách tài tình. Bên cạnh đó, tính cách lạc quan và sự vui vẻ giúp bạn dễ dàng tìm kiếm cảm hứng trong công việc và sẵn lòng đối mặt với mọi thách thức, tinh thần làm việc chăm chỉ và trách nhiệm. Không chỉ giúp bạn giành được sự tín nhiệm từ cấp trên, cấp dưới và đồng nghiệp, mà còn mở ra cơ hội thăng tiến đáng kể với năng lực của mình. Hơn nữa, tam hợp không chỉ giúp con giáp này xây dựng các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, mà còn làm cho bạn trở nên sẵn lòng giúp đỡ người khác. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ khi gặp khó khăn. Ngoài ra, cơ hội gặp gỡ quý nhân và khám phá những hướng phát triển mới trong sự nghiệp cũng đang chờ đợi bạn. Tổng quan, trong thời gian này bản mệnh dù đang thực hiện công việc lớn hay nhỏ, đều đạt được một bước tiến thành công, mọi nỗ lực cố gắng của bạn đều được đền đáp xứng đáng. Tuy nhiên, vì có lợi thế hơn người, đôi khi suy nghĩ và hành động của bạn có thể trở nên quá mức, khó kiểm soát cảm xúc, điều này cũng là rào cản duy nhất ngăn bạn tiến đến với thành công lớn hơn. Thực tế may mắn chỉ đóng góp một phần nhỏ, còn yếu tố thành bại vẫn nằm ở chính bạn, con giáp này nên hành sự thận trọng, khiêm tốn, chớ tỏ thái độ ngạo mạn hay coi thường người khác một cách quá lộ liễu, kẻo sẽ rước họa vào thân. Nguyệt lệnh lâm thai cũng cho thấy, các kế hoạch ở tình trạng thai nghén cũng được thúc đẩy tiến trình nhanh hơn, hứa hẹn ngày triển khai sẽ rất thuận lợi, dù vậy, bạn cũng không nên rời xa thực tế, suy nghĩ quá mức lý tưởng mà không căn cứ vào thực tiễn. Về phương diện tài lộc, tử vi tài lộc của tuổi Tân Hợi từ sau thanh minh cũng đón những điểm sáng nhất định. Đây cũng là cơ hội để bản mệnh tranh thủ kiếm tiền bù đắp cho những tổn thất từ trước đó. Dưới sự ảnh hưởng của tam hợp, các lĩnh vực kinh doanh và buôn bán có sự tiến triển đáng kể. Sự hợp tác hiệu quả sẽ mang lại lợi nhuận lớn và bạn cũng sẽ có nhiều cơ hội tăng doanh thu từ những khách hàng quen thuộc. Vận may cũng đang ủng hộ bạn, tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng kinh doanh và tìm kiếm thị trường mới. Tóm lại, thời điểm này đem đến nhiều cơ hội tài lộc cho con giáp tuổi Tân Hợi, đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy tận dụng và không để cho những cơ hội tuyệt vời này trôi qua hoặc rơi vào tay người khác. Trong giai đoạn mà vận khí đang tăng, con giáp này nên tập trung vào việc kinh doanh theo cách chính thống và tuân thủ luật pháp, đảm bảo sẽ đạt được sự thành công. Tuy nếu tiếp tục làm việc sai trái có thể sẽ gặp phải rủi ro và khó khăn, đừng quên rằng trong thời gian này, bạch hổ hung tinh luôn đang rình rập, bất cứ hành động không chính trực, đi đường tắt, hoặc vì lợi ích cá nhân mà không quan tâm đến nguyên tắc đều có thể dẫn đến hung vận đe dọa. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên thúc đẩy các hoạt động thiện nguyện, qua đó bạn có thể mở rộng mối quan hệ và hợp tác với nhiều người hơn, từ đó tăng thêm nguồn thu nhập và đồng thời tích lũy phước đức cho chính mình. Về phương diện tình duyên gia đạo, xem tử vi từ sau thanh minh của con giáp tuổi Tân Hợi, thiên diêu chủ về đào hoa, phong lưu, cho thấy người độc thân có nhiều người theo đuổi, tuy nhiên, không phải tất cả đều muốn được săn đón, đặc biệt là khi đối tượng mà bạn không cảm thấy hứng thú, việc phải tránh né có thể gây ra sự mệt mỏi không nhỏ. Một lời khuyên quan trọng dành cho một số con giáp tuổi Hợi là không nên vì sợ cô đơn mà chấp nhận yêu một ai đó. Đôi khi có những mối quan hệ xuất hiện và kết thúc nhanh chóng và việc đầu tư tình cảm một cách vội vã có thể dẫn đến hậu quả không mong muốn. Trong tư duy của bạn, tình yêu được coi là một thứ không có ranh giới và có thể vượt qua mọi trở ngại. Bạn thường là người mở cửa trái tim của mình một cách công khai, sẵn lòng chia sẻ mối quan hệ của mình trên mạng xã hội, dù chúng chỉ kéo dài trong một vài ngày ngắn ngủi, nhưng đến khi nhìn lại bạn hiểu rằng, mình chỉ có muốn người ở bên mình, tuy bạn có thể tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong vẫn luôn tồn tại một cảm giác trống vắng, trái tim lạnh lẽo. Điều này có thể là dấu hiệu rằng bạn đang lạc lối, hãy dành thời gian lắng nghe trái tim mình và không cố gắng né tránh những cảm xúc của mình. Trong thời gian này, các cặp đôi có thể gặp phải sự đa nghi và nảy sinh ghen tuông khi cảm thấy có dấu hiệu của sự phản bội. Nếu cần, hãy mở lòng trò chuyện một cách trực tiếp,
để tìm ra cách cải thiện mối quan hệ và tránh cho sự thiếu tin tưởng gây ra sự rạn vỡ trong tình yêu. Thái Dương Cát Tinh phù trợ, đem lại sự hỗ trợ cho nhân duyên của bạn, không cần phải lo lắng quá nhiều, dù có những thử thách gây đau lòng, bạn sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tỉnh táo và mạnh mẽ, từ đó tìm thấy hạnh phúc trong tương lai của mình. Về phương diện sức khỏe của bạn không nên để ai đó quyết định, chỉ vì vài lời khuyên bâng quơ mà bạn cố gắng thực hiện không đúng cách, lại là lúc bạn ngược đãi bản thân, chứ không phải chăm sóc cơ thể đâu đấy nhé. Thay vì ăn đồ ăn vặt không lành mạnh, bản mệnh nên bắt đầu thực hiện chế độ ăn khoa học hoặc bằng những loại hạt, hoa quả, nên tránh dùng nước có ga hay các đồ ăn chế biến sẵn đi nhé. Hãy đơn giản hóa mọi thứ để bạn có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi. Tránh việc để bản thân stress trong thời gian dài, bạn sẽ bị đau đầu, đau dạ dày chỉ vì thường xuyên để cơ thể chịu quá nhiều áp lực như thế đấy. Tránh việc nóng giận vì chúng tác động tiêu cực tới sức khỏe của bạn. Bạn nên nhớ sức khỏe tinh thần cũng rất quan trọng, vì thế đừng xem thường tác động của chúng lên cuộc sống hàng ngày của bạn. Quý vị thân mến, trong một tháng thì những ngày tốt và ngày xấu luôn song hành với nhau. Việc biết trước các ngày tốt và xấu có thể giúp quý vị chuẩn bị tinh thần và lập kế hoạch hiệu quả hơn cho các hoạt động quan trọng. Các ngày tốt thích hợp cho công việc lớn và quan trọng, trong khi các ngày xấu nên hạn chế quyết định và chú trọng đến sức khỏe và tinh thần. Việc nắm vững lịch ngày tốt và xấu cũng giúp quý vị tối ưu hóa cơ hội và giảm thiểu rủi ro trong mọi tình huống. Vậy để biết được ngày tốt thì xin mời quý vị xem tiếp dưới đây nhé. Những ngày tốt trong tháng 3 âm lịch 2024. Thứ năm, ngày 11 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Ngày mùng 3 tháng 3 năm 2024 âm lịch. Ngày tốt. Nhằm ngày, ngày Ất Tỵ tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ, Tuất, 19 giờ đến 21 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi tạo trăm việc đều tốt, tốt nhất là xây đắp hay sửa chữa phần mộ, trổ cửa, tháo nước, các vụ thủy lợi, chặt cỏ phá đất, may cắt áo mẫu, kinh doanh, giao dịch, mưu cầu công danh. Việc xấu trong ngày, rất kỵ đi thuyền, con mới sanh đặt tên nó là Đầu, Giải, Chạy hoặc lấy tên sao của năm hay tháng hiện tại mà đặt tên cho nó dễ nuôi. Thứ tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày mùng 9 tháng 3 năm 2024 âm lịch. Ngày tốt. Ngày Tân Hợi tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ, Tuất, 19 giờ đến 21 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng tốt, tốt nhất là xây cất nhà, cưới gả, chôn cất, trổ cửa, dựng cửa, tháo nước, các vụ thủy lợi, chặt cỏ phá đất, cắt áo thêu áo, khai trương, xuất hành, làm việc thiện ắt thiện quả tới mau hơn. Việc xấu trong ngày, sao Bích toàn kiết, không có việc chi phải kiêng cữ. Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 12 tháng 3 năm 2024 âm lịch. Ngày tốt. Ngày Giáp Dần tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Sửu, 1 giờ đến 3 giờ, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng lợi. Tốt nhất là xây cất, cưới gã, chôn cất, chặt cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống. Việc xấu trong ngày, đi thuyền. Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 12 tháng 3 năm 2024 âm lịch. Ngày tốt. Ngày Giáp Dần tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Sửu, 1 giờ đến 3 giờ, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng lợi. Tốt nhất là xây cất, cưới gã, chôn cất, chặt cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống. Việc xấu trong ngày, đi thuyền. Thứ hai, ngày 22 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 14 tháng 3 năm 2024 âm lịch. Ngày tốt. Ngày Bính Thìn tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, Thân, 15 giờ đến 17 giờ, Dậu, 17 giờ đến 19 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng tốt. Tốt nhất là chôn cất, cưới gã, trổ cửa dựng cửa, đào kinh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ phá đất. Những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tằm, khai trương, xuất hành, nhập học. Việc xấu trong ngày, đi thuyền, ngày nguyệt kỵ không nên đi xa. Thứ hai, ngày 29 tháng 4 năm 2024 dương lịch.
nhằm ngày 21 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày tốt. Ngày Quý Hợi tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày: Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ. Việc tốt trong ngày: khởi công tạo tác trăm việc tốt, tốt nhất là xây cất nhà, che mái dựng hiên, trổ cửa dựng cửa, cưới gã, chôn cất, làm ruộng, nuôi tằm, đặt táng kê gác, chặt cỏ phá đất, cắt áo, làm thủy lợi. Việc xấu trong ngày: sửa hoặc làm thuyền chèo, đẩy thuyền mới xuống nước. Những ngày xấu trong tháng cần tránh. Thứ Sáu, ngày 12 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày mùng 4 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày xấu. Ngày Bính Ngọ tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày: Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Mão 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ. Việc tốt trong ngày: đi thuyền, cắt may áo, mũ. Việc xấu trong ngày: khởi công tạo tác việc chi cũng hung hại, nhất là xây cất nhà, dựng trại, cưới gã, trổ cửa, làm thủy lợi, nuôi tằm, gieo cấy, khai khẩn, khai trương, xuất hành đường bộ. Chủ nhật, ngày 14 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày mùng 6 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày xấu. Ngày Mậu Thân tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày: Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ. Việc tốt trong ngày: ngày có sao hư. Hư có nghĩa là hư hoại, không có việc chi hợp với sao hư. Việc xấu trong ngày: khởi công tạo tác trăm việc đều không may, thứ nhất là xây cất nhà cửa, cưới gã, khai trương, trổ cửa, tháo nước, đào kênh rạch. Thứ Ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày 15 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày xấu. Ngày Đinh Tỵ tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày: Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ. Việc tốt trong ngày: không có sự việc chi hợp với sao chỉ. Việc xấu trong ngày: khởi công tạo tác việc chi cũng không tốt, kỵ nhất là chôn cất và các vụ thuộc về chết chôn như sữa đắp mồ mả, làm sanh phần, làm mồ mã để sẵn, đóng thọ đường, đóng hòm để sẵn. Thứ Bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày 19 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày xấu. Ngày Tân Dậu tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày: Dần 3 giờ đến 5 giờ, Mão 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ. Việc tốt trong ngày: không có việc chi hợp với sao Liễu. Việc xấu trong ngày: khởi công tạo tác việc chi cũng hung hại, hung hại nhất là chôn cất, xây đắp, trổ cửa dựng cửa, tháo nước, đào ao lũy, làm thủy lợi. Trong phần cuối của chương trình, xin mời quý vị cùng đến với câu chuyện Cái Chết của Tôn Đà Lị. Sau đó mỗi buổi chiều, khi dân chúng đi nghe pháp trở về thành, họ lại thấy Tôn Đà Lị trang điểm lộng lẫy đi về hướng kỳ viên với hương hoa, dầu thơm, kem, phấn, lông não, trái cây. Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại kỳ viên, liên hệ đến một nữ du sĩ ngoại đạo tên Tôn Đà Lị. Khi Đức Thế Tôn cùng tăng đoàn ở tại kỳ viên, Ngài nhận được sự cúng dường trọng vọng của dân chúng, nhiều ngang bằng một trận lũ lụt do nước các sông Ngũ Hà dâng cùng một lượt Fit Get Rivers, và các giáo phái ngoại đạo trước sự hiện diện của Ngài trở nên lu mờ như ngọn đèn trước ánh sáng mặt trời, họ mất hết cả lợi lộc và danh tiếng. Ngày nọ, họ hợp nhau bàn tán, từ khi Sa Môn Cồ Đàm xuất hiện, chúng ta bị mất hết lợi lộc và danh dự, trước kia chúng ta còn được dâng cúng, bây giờ chẳng ai thèm biết đến chúng ta phải tìm cách phá vỡ danh tiếng và lợi lộc mà y đang có, ai sẽ là người có thể làm được việc này. Họ bàn tán du sĩ một hồi và bảo nhau, có nữ tu sĩ Tôn Đà Lị, cô ấy sẽ làm được việc. Và khi Tôn Đà Lị đến tu viện của họ, chẳng ai nói với cô một lời, cô hỏi đến 2-3 lần mà họ vẫn lặng thinh, cô bèn hỏi. Thưa các vị, có ai đã gây tổn thương các vị? Chị không thấy Sa Môn Cồ Đàm đã làm thiệt hại chúng ta, tước đoạt mọi lợi lộc, danh tiếng mà chúng ta có từ trước. Con có thể làm gì đây? Chị có nhan sắc tuyệt vời, khả ái, hãy làm mất danh dự Sa Môn Cồ Đàm, hãy khiến dân chúng đồn đại không tốt và làm mất thanh danh, quyền lợi của ông ấy. Được thôi, Tôn Đà Lị chấp nhận. Sau đó, mỗi buổi chiều khi dân chúng đi nghe pháp trở về thành, họ lại thấy Tôn Đà Lị trang điểm lộng lẫy, đi về hướng kỳ viên với hương hoa, dầu thơm, kem, phấn, lông não, trái cây, và khi họ hỏi cô đi đâu,
Cô trả lời, đến chỗ ngài Cồ Đàm, tôi có thói quen ở lại một mình trong hương thất suốt đêm. Và sau đó, cô đến một tu viện ngoại đạo ở lại, sáng hôm sau, lại ngược đường trở về thành, nếu có ai hỏi Tôn Đà Lị, cô đi đâu thế? Cô ta trả lời, tôi đã ở lại đêm trong hương thất của Cồ Đàm, chỉ một mình và bây giờ trở về. Vài ngày sau, nhóm ngoại đạo đưa tiền cho một số du đãng và bảo, hãy giết Tôn Đà Lị, rồi ném thi hài cô ta nơi đống rác gần hương thất của Cồ Đàm. Bọn du đãng làm theo mệnh lệnh và các ngoại đạo bắt đầu rêu rao, Tôn Đà Lị bị mất tích, họ tâu sự việc lên nhà vua, vua hỏi. Các người có nghi ngờ ai không? Vài ngày trước cô ta hãy còn ở đêm tại Tịnh Xá Kỳ Viên, từ đó xảy ra chuyện gì, chúng tôi không biết, như thế hãy đi tìm. Được lệnh nhà vua, họ tập hợp đồ đệ, kéo vào Kỳ Viên lục lại và thấy thi hài Tôn Đà Lị nằm ở đống rác trong tinh xá, họ khiêng tử thi về thành tâu lên nhà vua. Đám đệ tử của Sa Môn Cồ Đàm đã tự nhủ, chúng ta sẽ che đậy được việc xấu Thế Tôn đã làm, do đó, họ giết Tôn Đà Lị và vứt thi thể vào đống rác. Vua phán, hãy báo cho dân chúng biết, các ngoại đạo đi rêu rao khắp thành, hãy nhìn xem hành động của đám Sa Môn đệ tử dòng họ Thích. Với những câu phỉ báng tương tự, họ truyền tin khắp thành rồi trở về cung vua, nhà vua ra lệnh đặt thi hài Tôn Đà Lị trên đất hỏa thiêu, các người canh gác. Phần đông dân cư thành Xá Vệ, trừ các thánh đệ tử, đều là ó, coi kìa, đám đệ tử dòng họ Thích đã làm nên chuyện này. Trong thành, ngoài thành, trong rừng, trong xóm, họ đều chửi mắng các Sa Môn, các thầy đến bạch Phật, Phật dạy. Các ông chê trách họ làm gì, ngài nói kệ, nói láo, đọa địa ngục, có làm nói không làm, cả hai chết đồng đẳng. Làm người nghiệp hạ nghiệp, nhà vua ngầm cho thám tử điều tra về cái chết của Tôn Đà Lị. Khi ấy, bọn du đãng nhận tiền rồi nhậu nhẹt say sưa, gây gổ, chúng làm nhảm với nhau. Mày đã giết Tôn Đà Lị, mày ném xác ả vào đống rác, mày được tiền nhiều tha hồ uống, được lắm, được lắm. Thám tử liền trói họ, giải đến trước vua, vua hỏi, các người giết Tôn Đà Lị. Tâu vâng, ai mướn các người? Các thầy ngoại đạo. Nhà vua cho đòi các ngoại đạo đến, bắt phải giao lên trong thành như sau. Chúng ta giết Tôn Đà Lị vì muốn hạ nhục Sa Môn Cồ Đàm. Sa Môn và đệ tử không có lỗi gì. Họ phải thi hành lệnh trên. Đám đông dân chúng ngờ nghệch lại nghe theo. Các ngoại đạo bị trừng phạt nặng nề và từ đó danh dự của Phật lại tăng thêm. Quý vị thân mến, trên đây là toàn cảnh tử vi từ sau thanh minh của con giáp tuổi Tân Hợi. Minh Đường Tử Vi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc cho quý vị khán thính giả luôn sống bình an, hạnh phúc, luôn mạnh mẽ vượt qua mọi giông tố trong cuộc đời và gặt hái thành công mỹ mãn. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp quý vị có được cái nhìn tổng quan về cuộc đời của mình. May mắn nào cũng được nắm bắt, xui xẻo nào cũng được tránh xa để vạn sự hanh thông, triệu điều như ý. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho ban biên tập chương trình và sau đó bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin cảm ơn.